thế giới đang đưa tin về những lực lượng được Putin đưa đến Kazakhstan, họ là những ai? Truyền thông địa phương đưa tin, các tay súng cực đoan ở Kazakhstan đã bị lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đánh cho tơi tả khi cố gắng tấn công chiếm giữ một số đơn vị quân đội trong cảnh bạo loạn tại quốc gia trung Á này. Cụ thể, các phần tử vũ trang nổi loạn và cực đoan đã tiến hành một số âm mưu mới nhằm tấn công các đơn vị quân đội ở Kazakhstan, nhiều khả năng là để cướp bóc thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, Quân nhân Nga đóng tại các cơ sở quân sự nói trên của Kazakhstan cùng với lực lượng an ninh Kazakhstan và các đơn vị trực thuộc quân đội Kazakhstan đã đánh bật chúng và không bị tổn thất gì. Theo RIA Novosti, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tham gia chiến dịch triển khai tới Kazakhstan trong khuôn khổ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, CSTO, đã được cử đến để bảo vệ các cơ sở quân sự và dân sự có vai trò trọng yếu ở Kazakhstan. Binh lính Nga đã được điều động tham gia nhiệm vụ bảo vệ tại ít nhất 15 cơ sở quân, dân sự ở Kazakhstan. Lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO đã được triển khai theo đề nghị của tổng thống Tokayev hôm thứ tư khi Kazakhstan đối mặt với làn sóng bất ổn hàng loạt, nguyên nhân là do giá nhiên liệu tăng mạnh những ngày đầu năm mới. Các cuộc biểu tình ngày càng trở nên bạo lực và mang tính chính trị chỉ trong nhiều ngày, bất chấp việc chính phủ Kazakhstan đã nhượng bộ trước các yêu cầu của người biểu tình. Nhiều địa điểm trên khắp đất nước xảy ra bạo lực đường phố, đốt phá và bạo loạn. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Sputnik hôm thứ năm, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO Stanislav Zas cho biết, mục tiêu chính của sứ mệnh gìn giữ hòa bình do Nga dẫn đầu ở Kazakhstan là giúp duy trì sự ổn định và bảo vệ chặt chẽ các cơ sở chiến lược tại đây. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất tại Kazakhstan đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.